đến 17 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các ca bệnh được phát hiện tại các địa phương gồm thành phố Điện Biên Phủ 1 ca, huyện Điện Biên 5 ca, huyện Mường Ảng 1 ca, huyện Tuần Giáo 12 ca, huyện Tuổi Chùa 3 ca, thị xã Mường Lây 1 ca, huyện Nậm Pồ 2 ca, huyện Mường Nhé 1 ca. Trong đó có 11 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ trở về từ địa phương có dịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh. 14 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với người mắc COVID-19. Một bệnh nhân trú tại xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, ngày 31 tháng 11 năm 2021, sau khi hoàn thành cách ly tập trung, ra trạm y tế xã khai báo được tiêm phòng COVID-19. Tiếp đó bệnh nhân thực hiện cách ly y tế tại nhà ngày 2 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến chùm ca bệnh tại huyện Tuần Giáo khi một bệnh nhân trú tại bản kép xã Triển Sinh là lao động tự do trở về từ tỉnh Bắc Giang được phát hiện mắc COVID-19 ngày 2 tháng 1 năm 2022. Chiều nay tiếp tục có thêm 5 F1 của bệnh nhân này đều trú tại xã Triển Sinh có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số F1 mắc COVID-19 lên 15 người. Tính từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến 17 giờ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022, tỉnh Điện Biên ghi nhận 98 bệnh nhân mắc Covid-19.